cẩn cả. Để vô đây. Bây giờ chị dẹp cái này rồi đó. Vô từ từ. Chị dẹp sạch lên nãy tẩy phải không? Bây giờ sạch lại em. Nè vô cái tủ lạnh của chị này tẩy. Cái đó ở dưới để thịt. Đó, ở dưới để thịt. À, dưới để thịt. Ở dưới để thịt, còn ở trên này là sống. Là trái cây. Đó. Cái này ăn được vậy. Thấy hấp dẫn không? Đó. Rồi bi ở đây. Thấy đẹp không? Đó. Tần lấy ăn. Nè, có 2 đồng ha, 2 đồng 71 xu này. Nè, ăn được 3 người. Mà cánh gà nó hơi mắc chút xíu. Cánh gà nó 7 đồng mấy. 7 đồng mấy cũng ăn à, ngày 4 người ăn. Ăn cái này cái xin cho chị rửa chén. 2 cái rồi. Ở đây thoải mái, biết sống thoải mái. Rồi chị cao như này thấy không? Chị không có biết ngồi xuống làm không biết quen gì nè. Cho ngồi xuống làm nó đau cái lưng lắm. Rồi xí vô. Ớt cái đó đi. Đâu cái ớt đó đi hả? Nè có ớt ở đây. Thế vừa làm nè. Vừa làm vừa uống. Nhấp nhấp đi. Đây, đưa tôi miếng đi. Đụng cái đi, để đổ tôi miếng. Vô. Chế một kìa miếng. Ăn đồng chia đủ. Ông này nhiều quá, mình sẽ bằng cho bằng. À, vô. Uống chút xíu cho đau buồn cái gì hả? Good life cuộc sống vui vẻ đường giá này ông để nhạc cho nghe ông có rượu cho nhậu cho nhậu cho uống rồi trái cây có rồi được rồi nha yêu thương. Bye bye, have a good day. I love you.